Hi there, welcome back. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we're going to study lesson 2, Unifying Gender Equality, Student Book Alan Smart 10. Và học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 2, Unit 5 chủ đề Bình đẳng giới Gender Equality của sách tiếng Anh lớp 10, Alan Smart. Okay, in lesson 2, can you talk about someone's achievements and their feelings about them? Can you use adjectives of attitude? Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có thể nói về những thành tựu của ai đó, cảm xúc của họ, về chính bản thân họ. Và chúng ta có thể học cách sử dụng các tính từ chỉ, các tính từ mô tả thái độ và cảm xúc. Ví dụ như là amazed, bored, excited, interested, worried, okay, etc. In pronunciation, intonation, reported speech và trong phần phát âm thì ngữ điệu sẽ như thế nào đối với dạng, đối với câu hỏi tường thuật hay gọi là câu gián tiếp thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Alright, but first thing first, we have some vocabulary. Also grammar of our today lesson. Trước khi chúng ta đi vào bài học, chúng ta sẽ cùng nhau điểm sơ qua từ vựng cũng như là điểm ngữ pháp của bài học ngày hôm nay. Here we have some vocabulary determine, tính từ cương quyết, quyết tâm. Grateful, tính từ biết ơn. Passionate, tính từ nồng nhiệt, say mê. Proud, tính từ tự hào. Delighted, tính từ hài lòng, vui mừng. Exalted, tính từ kiệt sức. Support, danh từ sự ủng hộ. Tiếp theo mình có gì? Shame. Tiếp theo mình sẽ có gì? Shame, tính từ giống, đúng không? The same, giống nhau. Alright. America, nước Mỹ. Leader, danh từ lãnh đạo. Failed, tính từ thất bại. Gift, quà. Alright, smiling, tính từ cười. Runner, người chạy, vận động viên chạy. Alright, vận động viên điền kinh. Business, business, kinh doanh, danh từ race, cuộc đua. Easy, tính từ dễ dàng. Wet, ướt. Party, bữa tiệc. Action, hành động. Happy, vui. Live, sống. Động từ là live, tính từ sẽ là live. Feel, felt, felt là gì? Cảm thấy. Vacation, kỳ nghỉ. Vacation, kỳ nghỉ. Alright. Chúng ta sẽ đi sơ qua điểm ngữ pháp của bài học ngày hôm nay. Đó là gì? Reported speech, câu tường thuật. Okay. Câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp, indirect speech, là câu dùng để thuật lại lời nói trực tiếp của một người nào đó. Alright. Còn direct speak là câu trực tiếp, là câu nói trực tiếp của người nào đó được viết trích dẫn lại nguyên văn bản và thường được để dưới dấu ngoặc kép quotation mark. Ok. Ở đây mình sẽ có các loại câu tường thuật cơ bản. Đầu tiên, đó là dạng câu tường thuật cơ bản. Chúng ta sẽ có cấu trúc là gì? Chủ ngữ cộng says hoặc là said. Có tăng ngữ sẽ là to object, sau đó sẽ cộng với mệnh đề. Có that, sau đó cộng với mệnh đề gồm có chủ ngữ và động từ. Ok, say hay là said chúng ta sẽ thay thế bằng tell hoặc là told đều được. Ok, tuy nhiên các bạn lưu ý khi chúng ta sử dụng động từ say, quá khứ sẽ là said. Khi chúng ta có đề cập về tăng ngữ thì chúng ta nhớ sử dụng giới từ to. Tuy nhiên tell hay là quá khứ của tell là told, chúng ta có đề cập tăng ngữ người nghe, chúng ta không sử dụng giới từ to. Ok. Alright, các bạn lưu ý nhé. For example, he said, I haven't finished my work. Anh ấy nói rằng là tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập của tôi. Alright. Ở câu tường thuật thì chúng ta sẽ nói như thế nào? He said to me. Anh ấy nói với tôi, khi mà chúng ta đề cập có tăng ngữ thì chúng ta có giới từ to. Ok, he said to me that.
hasn't finished his work. Anh ấy vẫn nói với tôi rằng là anh ấy vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà. Anh ấy vẫn chưa hoàn thành, anh ấy vẫn chưa xong công việc. Ok. Chúng ta có thể sử dụng to. Khi chúng ta sử dụng to thì chúng ta không có dấu từ. Khi chúng ta sử dụng to thì chúng ta không có dấu từ to. Alright. He told me that he hadn't finished his work. He told me that he hadn't finished his work. Anh ấy nói với tôi rằng là anh ấy vẫn chưa xong công việc. Alright. Tiếp theo sẽ là gì? Report his question. Dạng câu hỏi tường thuật. Ok. Dạng câu hỏi tường thuật. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào dạng câu hỏi yes no question. Ok. Đối với câu tường thuật là câu hỏi có không, hay gọi là yes no question, thì chúng ta sẽ có dạng như sau. Chủ ngữ sẽ cộng với asked, cộng với tăng ngữ nếu có. Ok. Hoặc là chủ ngữ cộng với wanted to know hay là wonder. Tiếp theo sẽ là gì? If hoặc là whether. Sau đó cộng với mệnh đề gồm có chủ ngữ và động từ. Alright. Còn dạng thứ hai là dạng câu hỏi WH, bắt đầu bằng từ để hỏi WH. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng chủ ngữ cộng với ought, cộng với tăng ngữ nếu có. Hoặc là gì? Wanted to know. Hoặc là wonder. Cộng với từ để hỏi là WH. Sau đó chúng ta sẽ cộng với mệnh đề. Ok. Dạng thứ ba đó là dạng câu tường thuật, loại câu mệnh lệnh. Câu tường thuật là câu mệnh lệnh thì sẽ có dạng như sau. Chủ ngữ cộng với động từ told hoặc là asked, order hoặc là advised, cộng với tăng ngữ. Ok. Cộng với động từ nguyên mẫu có to. Ở dạng phủ định thì chúng ta thêm not trước động từ nguyên mẫu có to. Alright. Và khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu tường thuật thì chúng ta lưu ý như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu. Ví dụ như là I, me, my, we, are, our thì chúng ta sẽ đổi theo người nói. You, your thì chúng ta sẽ đổi theo người nghe. Alright. Điểm thứ hai đó là lùi bậc thì. Khi chúng ta đổi từ câu trực tiếp sang câu tường thuật thì chúng ta nhớ lùi bậc thì. Alright, sit back the sentence. Sit back the tense. Lùi bậc thì. Ví dụ như ở đây, cột đầu tiên là direct speak, tức là nói trực tiếp. Cột thứ hai là gì? Reported speech, là lời nói gián tiếp hay còn gọi là câu tường thuật. Ở câu trực tiếp, chúng ta sử dụng will, shall. Thì khi chuyển sang câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp á, thì chúng ta sẽ đổi will thành would, show thành should. Ok. Khi ở dạng trực tiếp, động từ là am, are, going to. Thì khi ở dạng tường thuật, chúng ta sẽ lùi thì sẽ là were hoặc là was, going to. Ở trực tiếp present simple thì ở gián tiếp sẽ là past simple. Ok. Lời nói trực tiếp past simple thì lời nói ở câu tường thuật sẽ là past perfect. Ok, lời nói trực tiếp là gì? Present continuous thì hiện tại tiếp diễn, thì dạng tường thuật sẽ là past continuous. Alright. Past continuous thì sẽ lùi bậc thì là past perfect continuous. Present perfect thì sẽ lùi bậc thì sẽ là past perfect. Ok, hay là những cái động từ như must, have to thì chúng ta sẽ đổi là had to. Can thì sẽ là could. May thì sẽ là might. Alright. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta sẽ chuyển trạng ngữ, trạng từ chỉ nơi chốn. Alright. Direct speak, reported speak. Ở dạng trực tiếp thì là sẽ là những trạng từ này. Tuy nhiên khi ở dạng câu tường thuật thì chúng ta sẽ đổi now thành then, today thành that day, yesterday thành the day before hoặc là the previous day. Tomorrow thì sẽ là the day after, hoặc là the next day, hoặc the following day. Alright, the day after tomorrow thì chúng ta sẽ đổi là in 2 days time, 2 days after. Alright, ago thì sẽ là before,
last week, tức là the previous week, the week before, last night sẽ là the night before, next week tức là sẽ là the week after, the next week, the following week. Okay, this sẽ là that, these sẽ là those, here sẽ là theirs. Alright. Và các bạn cũng lưu ý một số trường hợp ngoại lệ, exception. Đầu tiên đó là gì? Khi câu trực tiếp diễn tả một chân lý hay là một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên theo thói quen ở hiện tại thì chúng ta không lùi thì. Ví dụ như là the teacher said the sun rises in the east. Giáo viên nói rằng là mặt trời mọc ở đường đông. Đúng không? Thì cái đó là điều hiển nhiên rồi. Nên là khi ở dạng câu tường thuật thì chúng ta vẫn chia động từ ở thì hiện tại rơ. Chúng ta không lùi thì. Ok. Trường hợp ngoại lệ thứ hai đó là gì? Câu điều kiện loại 2, loại 3 chúng ta không lùi thì. She said to me, if I had enough money, I'd buy a new. She said to me, if I had enough money, I'd buy a new bicycle. Cô ấy nói với tôi rằng là cô ấy, nếu cô ấy có đủ tiền thì cô ấy sẽ mua một chiếc xe đạp mới. Ok, như vậy đây là điều kiện loại 2. Như vậy, đối với câu điều kiện loại 2, loại 3, khi chúng ta chuyển về câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp thì chúng ta không lùi thì. Ok, she said to me that if she had enough money, she'd buy a new bicycle. Ok, rồi trường hợp ngoại lệ thứ ba đó là gì? Mệnh đề sau wish, không lùi thì. He said, I wish I had a lot of money. Cậu ấy ước rằng là cậu ấy có nhiều tiền. Ok, như vậy khi ở ở dạng câu tường thuật thì chúng ta sẽ nói như thế nào? He said he wished he had a lot of money. À, wished thì chúng ta lùi thì. Tuy nhiên cái động từ sau wish, cái mệnh đề sau wish thì chúng ta giữ nguyên, chúng ta không lùi thì. Ok. Trường hợp ngoại lệ thứ tư đó là gì? Động từ trong câu nói trực tiếp có thời gian xác định thì chúng ta không lùi thì. Ví dụ như là he said I was born in 1980. Anh ấy nói rằng là anh ấy được sinh ra vào năm 1980. Như vậy, thời gian được xác định rõ ràng là vào năm 1980. Như vậy khi chuyển sang câu tường thuật hay câu gián tiếp thì chúng ta không lùi thì. He said that he was born in 1980. Anh ấy nói rằng là anh ấy được sinh ra vào năm 1980. Ok, number 5. Trường hợp ngoại lệ thứ năm đó là gì? Nếu động từ dẫn ở hiện tại thì chỉ cần thay đổi quy tắc 1. Ok, quy tắc 1 tức là quy tắc gì? Thay đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu. Ok. met her yesterday, he says. I met her yesterday, he says. Anh ấy nói rằng là anh ấy nói rằng là tôi gặp cô ấy ngày hôm qua. Như vậy cái động từ say là cái động từ dẫn ở hiện tại thì chúng ta chỉ thay đổi quy tắc 1. Thay đổi quy tắc 1 tức là thay đổi về đại từ. Thay đổi theo quy tắc 1 tức là đổi đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu. Ok, đổi đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu. Chúng ta không lùi thì, chúng ta không đổi trạng từ. Ok. Chúng ta không lùi vật thì, chúng ta không chuyển trạng từ. Như phần nốt đây. Ok. Như vậy chúng ta sẽ nói gì? He says he met her yesterday. Anh ấy nói rằng là anh ấy đã gặp cô ấy ngày hôm qua. Alright, các bạn lưu ý nhé. Ok, now let's go back our today lesson. Part letter A, new words. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài học. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần new words. A, match the underlying words with their definitions. Listen and repeat. Chúng ta sẽ nối những từ gạch chân với nghĩa của chúng. Chúng ta nghe và lặp lại. Alright. Number one, I failed my exam last year, but this time I'm determined to pass. I study really hard.
Tôi đã thất bại trong kỳ thi vào năm ngoái và lần này tôi quyết tâm phải đậu. Tôi đã học rất là chăm chỉ. Alright. Như vậy, determine tức là gì? Quyết tâm tức là gì? Not wanting to let anything stop you from doing something. Not wanting to let anything stop you from doing something. Tức là không muốn để bất cứ điều gì ngăn cản bạn làm cái điều gì đó. Alright. Now, number two. Max was really grateful for Alice how with his project. He bought her a gift to say thank you. Bạn Mark thật sự biết ơn sự giúp đỡ của Alice cho dự án của cậu ấy. Cậu ấy đã mua cho cô ấy một món quà để nói lời cảm ơn. Ok, như vậy, grateful ở đây có nghĩa là biết ơn. Biết ơn tức là gì? Feeling thankful to someone for helping you. Tức là cảm thấy biết ơn ai đó vì đã giúp bạn. Right? So number two. Grateful does mean feeling thankful to someone for helping you. Grateful ở đây có nghĩa là biết ơn. Đúng không? Biết ơn tức là cảm thấy biết ơn ai đó đã giúp đỡ bạn. Ok. Now number three. I'm really passionate about soccer. I watch all the game on TV and play every day at school. Câu số 3 có nghĩa là gì? Tôi thật sự đam mê vì bóng đá. Tôi thật sự đam mê về môn bóng đá. Tôi xem tất cả các trận đấu trên TV và tôi chơi bóng đá mỗi ngày ở trường. Ở đấy. So passionate here. Passionate. Passionate. Ở đây có nghĩa là đam mê, tức là gì? Having a strong interest in something. Alright. Okay. Having a strong interest in something. Đam mê tức là có một cái đam mê tức là có một cái sự quan tâm mạnh mẽ về cái gì đó. Ok. Quan tâm, đam mê tức là có một cái sự quan tâm mạnh mẽ đến cái gì đó. Ok. Now number four. Ben's parents were so proud of him because he passed all his exams. His mom couldn't stop smiling. Ben's parents were so proud of him because he passed all his exams. His mom couldn't stop smiling. Ba mẹ của Ben thì rất là tự hào vì anh ấy, bởi vì anh ấy đã vượt qua tất cả các kỳ thi. Mẹ của anh ấy thì không ngừng vui vẻ. Ok, như vậy, proud ở đây có nghĩa là tự hào. Proud có nghĩa là gì? Feeling pleased about something you or your friend or your family did. Tự hào tức là cảm thấy hài lòng về cái gì mà bạn hay là bạn của bạn hay gia đình của bạn làm. Đúng không? Như vậy, câu B sẽ là gì? Proud. Proud tức là feeling pleased about something you or your friend or your family did. Tự hào tức là cảm thấy hài lòng vì cái điều gì đó mà bạn hoặc là bạn bè hoặc là gia đình của bạn đã làm. Alright. Now number five. Sue's diary was missing for 2 weeks, so she was deleted when she finally found him. Con chó của Sue thì đã bị mất tích. Đã bị mất tích cách đây 2 tuần. Vì thế, cô ấy rất là vui khi mà cuối cùng cô ấy đã tìm được lại nó. Như vậy, delighted tức là vui vẻ, đúng không? Vui tức là gì? Very pleased. Very pleased. Vui mừng tức là very pleased. Rất vui mừng. Ok. Sue does were missing for 2 weeks, so she was delighted when she finally found him. Alright?
Con chó của Sue đã mất tích trong 2 tuần. Vì vậy, cô ấy rất là vui mừng khi cuối cùng cô ấy tìm thấy lại nó. Now number six, the runners were exhausted when they crossed the finish line. The 10,000 meter race is not easy. Tức là gì? Vận động viên chạy đã kiệt sức khi mà băng qua vạch đích. Cuộc đua 10.000 mét không hề dễ dàng. Alright, the runner was exhausted when they crossed the finish line. The finish line. The 10,000 meter race is not easy. Vận động viên chạy đã kiệt sức khi băng qua vạch đích. Cuộc đua 10.000 mét không hề dễ dàng. Alright, so number 6, exhausted. That means very tired. Exhausted có nghĩa là kiệt sức, tức là very tired, rất là mệt. Okay. Good job everyone. So now let's move on. B. Work in pair. Discuss the ideas below using the newest. Trong phần B thì chúng ta sẽ cùng thảo luận những cái ý tưởng bên dưới. Chúng ta sẽ sử dụng những từ trong phần newer. Ok. Chúng ta sẽ sử dụng những cái ý tưởng như là party exam, đậu các kỳ thi, your favorite team, đội bóng yêu thích của bạn, your parents, cha mẹ của bạn, doing exercise, tập thể dục, starting your own business, bắt đầu kinh doanh riêng, completing a video game, sau khi hoàn thành cái trò chơi video. Alright. Ví dụ mình sẽ viết sao? Chúng ta sẽ sử dụng những cái ý tưởng bên dưới cũng như là những từ mà chúng ta đã học trong phần newer ở trên để chúng ta sẽ viết câu. Ok. I'm determined to start my own business. Tôi quyết tâm bắt đầu kinh doanh riêng. Ok. Hay là gì? My parents were proud of me when I passed all my exams. Ba mẹ tôi thì tự hào về tôi khi mà tôi qua tất cả các bài kiểm tra. Alright. Tôi vượt qua tất cả các bài thi. Hay là gì? My brother was deleted after completing a video game. Em trai của tôi hay là anh trai của tôi thì vui sau khi đã hoàn thành xong cái trò chơi game điện tử. Hay là gì? His parents were so Hay là John's parents were so proud of him because he passed his exam. Ba mẹ của John thì quá tự hào vì anh ấy bởi vì anh ấy đã đậu tất cả các bài kiểm tra. Anh ấy đã đậu tất cả các bài thi. Alright. Ba mẹ của John thì rất là tự hào vì anh ấy đã vượt qua tất cả các bài thi. Alright. Hay là gì? My favorite sport is volleyball. Môn thể thao yêu thích của tôi đó là môn bóng chuyền. Hay là mình có thể nói I'm really passionate about volleyball. I'm really passionate about volleyball. Tôi cực kỳ thích thú về cái môn bóng chuyền. Alright. Hay là gì? Mình có thể nói là gì? I have a passion for volleyball. I have a passion for volleyball. Ok, tôi có đam mê với môn bóng chuyền. Alright, good job everyone. So now, let's move on. Now, listen and repeat the words. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe và đọc lại những từ trong phần A. Alright, now listen. Listen and repeat. 1. Determined. 2. Grateful. 3. Passionate. 4. Proud. 5. Delighted. 6. Exhausted. Okay, good job everyone. So now let's move. Now, the second part is reading. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần reading, phần đọc. Alright? I read the interview about racing car driver
What is the interview mainly about? Chúng ta sẽ cùng nhau đọc một cái bài phỏng vấn về một tay đua xe hơi. Cuộc phỏng vấn này chủ yếu nói về cái gì? Number one, winning a race, tức là gì? Thắng một cuộc đua, chiến thắng một cuộc đua. The second one, the dangers of racing, sự nguy hiểm của việc đua xe. So which one is the correct answer? Alright. Interview with Laura Akers, winner of the Marble Force GT. Ở đây nói là gì? Ở đây nói cái gì? Cuộc phỏng vấn với Laura Akers, người chiến thắng trong cái cuộc thi The Marble Force GT, right? Congratulations on winning your first race. How are you feeling? Chúc mừng bạn đã giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên. Bạn cảm thấy thế nào? I'm feeling delighted because I've dreamed about this since I was a little girl. I'm also excited because it was a tiring race. Tôi cảm thấy rất là vui vì tôi đã mơ về điều này từ khi còn là một cô bé. Tôi cũng cảm thấy kiệt sức vì đó là một cuộc đua cũng mệt đúng không? Was it dangerous driving in bad weather? Nó có nguy hiểm khi mà lái xe trong một cái thời tiết xấu không? Đúng không? Lái xe trong thời tiết xấu có nguy hiểm không? Well, it wasn't easy. I was going very slowly around the first corner because it was very wet. Cô ấy nói gì? Có, nó không dễ dàng. Tôi đã đi rất là chậm ở cái khúc cua đầu tiên bởi vì nó rất là ướt. Are you proud to be the first female winner? Bạn có tự hào khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng không? Cô ấy nói làm sao? Yes, I feel very proud. I worked hard to get here, and I'm grateful for my family's passionate support. We're having a big party tonight. Cô ấy nói gì? Có, tôi cảm thấy rất là tự hào. Tôi đã phải luyện tập chăm chỉ hay gọi là làm việc chăm chỉ để mà đến được đây. Và tôi biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của gia đình tôi. Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc lớn vào tối nay. Ok? Ok? Đây là lời trích dẫn trực tiếp câu trả lời của Laura Aker. Và đây là gì? Dan Driver Report. Và đây là báo cáo của Dan Driver, người phỏng vấn Laura Aker. Right? Now let's see. Chúng ta cùng xem thử là anh ấy nói như thế nào nhé. I congratulated her on winning her first race and asked how she was feeling. Tôi chúc mừng cô ấy đã giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên và tôi biết ơn vì sự ủng hộ nhiệt. Tôi chúc mừng cô ấy đã giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên và hỏi cô ấy cảm thấy như thế nào. She said she was feeling delighted because she had dreamed about this since she was a little girl. She said she was also exhausted because it had been a tiring race. Cô ấy nói rằng là cô ấy cảm thấy tuyệt vời. Cô ấy cảm thấy rất là vui bởi vì cô ấy đã mơ về điều này khi cô ấy còn nhỏ. Cô ấy nói rằng là cô ấy cũng kiệt sức bởi vì nó là một cuộc đua mệt. Alright. I asked if it had been dangerous driving in bad weather. Tôi hỏi rằng là liệu thì có nguy hiểm khi mà lái xe trong một cái thời tiết xấu không? Ok, tôi hỏi rằng là lái xe trong một cái thời tiết xấu thì có nguy hiểm không? She said it hadn't been easy. And she had been going very slowly around the first corner
because it had been very wet. Cô ấy nói rằng là nó không dễ dàng và cô ấy đã phải di chuyển, cô ấy đã phải đi rất là chậm ở cái khúc cua đầu tiên bởi vì là nó rất là ẩm ướt. Again, asked if she were proud to have been the first female winner. Tôi hỏi rằng là cô ấy liệu có tự hào khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng không? She said she felt very proud. She said she had worked hard to get there and she was grateful for her family's passionate support. She said they were having a big party that night. Cô ấy nói rằng là cô ấy cảm thấy rất là tự hào. Cô ấy nói rằng là cô ấy đã làm việc chăm chỉ hay cách nói hay là cô ấy đã luyện tập chăm chỉ để mà có mặt ở đó. Và cô ấy rất là vui vì sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía gia đình của cô ấy. Cô ấy nói rằng là cô ấy nói rằng là họ sẽ có một bữa tiệc lớn vào tối đó. Ok. Good job everyone. So now let's move. Now question number one, which race did Laura Aker win? Như vậy, Laura Aker win the Marble 4 GT. The Marble 4 GT. Alright. Interview with Laura Aker, winner of the Marble 4 GT. Phỏng vấn với Laura Aker, người giành chiến thắng trong cái cuộc thi The Marble 4 GT. Ok, như vậy Laura Aker đã giành chiến thắng trong cuộc đua The Marble 4 GT. Ok, now the second one. Question number two. How did she feel after winning her first race? Cô ấy đã cảm thấy như thế nào khi sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên? Feel delighted. She felt delighted and exhausted. Okay, cô ấy cảm thấy vui và kiệt sức. Okay, now let's see. I'm feeling delighted because I've dreamed about this since I was a little girl. I'm also exhausted because it was a tiring race. Tôi cảm thấy vui mừng bởi vì là tôi đã mơ về điều này khi tôi là một cô gái. Tôi cũng thấy kiệt sức bởi vì đó là một cái cuộc đua mệt. Alright. Now the next one. Number three, who interviewed Laura? Ai là người phỏng vấn? Ai đã phỏng vấn Laura? Dan Driver. Dan Driver, right? Dan Driver report. Alright. Okay. Dan Driver interviewed Laura. Okay, good work. Number four. What is Laura doing with her family later? Laura sẽ làm gì với gia đình sau đó? Have a party, right? Có tổ chức một bữa tiệc. They're having a party. Họ tổ chức một bữa tiệc, right? She said they were having a big party that night. Cô ấy nói rằng là họ sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn vào tối tối đó. Alright, good job everyone. So now let's move. Now park, let us see. Work in pair. Would you like to try a racing car? Why not? Bạn có muốn tham gia vào một cuộc đua xe ô tô không? Tại sao có? Hoặc là tại sao không? Alright. For example, I don't like to drive a racing car because driving a car, I don't like to drive a racing car because driving a race car takes a lot of physical effort. Tôi không thích lái xe đua vì lái xe đua thì rất là tốn nhiều sức lực. Alright, hay là gì? I could like to drive a racing car because I like speed and competition. Tôi thích đua xe. Tôi thích lái xe đua. Xe ô tô. Tôi thích là đua xe bởi vì là tôi thích tốc độ và tôi thích gì? Sự tôi thích cuộc thi. Ok.
thi đua, alright, thi đua thắng thua, okay. Everyone, then how about you? Would you like to try a racing car? Why and why not? Would you like to try a racing car? Why or why not? Share your idea by leave your comment down below. Các bạn có thể chia sẻ quan điểm của các bạn tại sao thích hoặc là tại sao không và bằng cách là để lại bình luận bên dưới nhé. Alright. Now the next one, grammar. A listen and repeat. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe và lặp lại những câu sau nhé. You're the first female winner. How do you feel? I'm really proud. I asked her how she felt. She said she was really proud. Earlier, tức là trước đó. You're the first female winner. How do you feel? Người đàn ông có nói gì? Bạn là người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng. Bạn cảm thấy như thế nào? Thì người phụ nữ này trả lời sao? I'm really proud. Người phụ nữ này trả lời, tôi thật sự tự hào. Ok. Now, bây giờ, Jim Jones, entertainment reporter. Và bây giờ là gì? Cái người phỏng vấn sẽ thuật lại cái cuộc hội thoại trên. Và nói như thế nào? I asked her how she was felt. I asked her how she felt. She said she was really proud. Tôi đã hỏi cô ấy rằng là cô ấy cảm thấy như thế nào. Cô ấy nói rằng là cô ấy rất là tự hào. Ok, như vậy ở hai cái câu trên đây là lời nói trực tiếp được trích dẫn nguyên văn từ hai người, người hỏi và người trả lời. Và cái đoạn này thì đây là một cái câu chuyện tường thuật lại bởi Jim Jones. Ok, bởi Jim Jones. Như vậy nội dung của điểm ngữ pháp vào ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung về reported speech, tức là câu tường thuật. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu tường thuật, nghĩa cũng như cách sử dụng của nó nhé. Will you report a speech to report what someone said at an earlier time? Chúng ta sử dụng câu tường thuật để thuật lại những gì mà ai đó đã nói vào thời gian trước đó. Ok? Alright. Form, tức là công thức. Các bạn lưu ý, report a speech usually sit back one time. Câu tường thuật thì thường sẽ lùi một thì. Ví dụ như là very simple thì sẽ lùi một thì là part simple. Sometimes the pronoun changes, và thỉnh thoảng thì đại từ cũng thay đổi. Ok, direct speech, report speech, direct speech, reported speech. Đây là câu trực tiếp, đây là câu gián tiếp, hay còn gọi là câu tường thuật. Ok, khi ở dạng câu trực tiếp là động từ được giờ thì hiện tại đơn present simple. Thì khi chuyển sang câu tường thuật hay là câu gián tiếp thì động từ sẽ là part simple, thì quá khứ đơn. Alright, part simple. Alright. Hay là khi ở câu present continuous thì hiện tại tiếp diễn, thì khi chuyển sang câu tường thuật sẽ là part continuous. Khi ở câu trực tiếp part simple thì chuyển sang câu tường thuật sẽ là part perfect. Part continuous thì sẽ là part perfect continuous. Các bạn lưu ý nhé. Khi mà chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp thì chúng ta nhớ lùi thì. Ở thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ lùi một thì, sẽ là thì quá khứ đơn. Thì hiện tại tiếp diễn sẽ lùi một thì, sẽ là thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ đơn sẽ lùi một thì, sẽ là quá khứ hoàn thành. Quá khứ tiếp diễn sẽ lùi một thì là quá khứ. À, thì
thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ok, các bạn lưu ý ha. Ví dụ như là, ví dụ như ở đây các bạn thấy này, you are the first female winner. How do you feel? Tức là câu này ở thì hiện tại đơn. Như vậy khi chúng ta đưa về dạng câu tường thuật, ok, thì động từ ở đây sẽ được, thì hiện tại đơn sẽ lui một thì, tức là động từ sẽ được chia ở quá khứ. Alright. Feel sẽ là felt. Alright. Feel sẽ là felt. Rồi gì nữa? I'm really proud thì sẽ là she was really proud. Ok. Sẽ đổi thành là was. Ok. Và khi các bạn chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp hay còn gọi là câu tường thuật thì các bạn lưu ý là chúng ta nhớ đổi đại từ hay là tính từ sở hữu. I thì sẽ đổi lại là she. Ok, she. Alright. Ok. Ok, good job everyone. So now let's move. Now B, fill in the blank with the correct verb form. Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ. Alright. Number one, girl, I really like action movies. Tôi thật sự là thích kỹ bộ phim, những cái bộ phim hành động. Như vậy, khi ở dạng câu tường thuật, chúng ta sẽ tường thuật lại thì chúng ta sẽ nói như thế nào? She said she really liked action movies. Cô ấy nói rằng là cô ấy thật sự thích những cái bộ phim hành động. Ở câu số 2 là gì? Jack, Penny isn't having a picnic on Saturday. Thì ở câu tường thuật thì chúng ta sẽ nói như sao? Jack said Penny wasn't having a picnic on Saturday. Jack said Penny wasn't having a picnic on Saturday. Nói với Penny sẽ không có một cái chuyến đi dã ngoại vào thứ bảy. Ok, như vậy là ở đây là gì? Isn't thì chúng ta sẽ lùi thì sẽ là wasn't. Alright. Number three, boy, are you going to the park later? Cậu con trai này nói gì? Bạn sẽ đi đến công viên sau đó chứ? Thì mình sẽ là tương thuật lại câu hỏi của anh ấy. He asked if I were going to the park later. He asked if I was going to the park later. Anh ấy hỏi tôi rằng là anh ấy hỏi rằng là liệu tôi sẽ đi đến công viên sau đó không. Ok. Now number four, boys and girls, we're not going to the party. Chúng tôi sẽ không đi đến bữa tiệc. We're not going to the party. Chúng tôi sẽ không đi đến bữa tiệc. Như vậy chúng ta sẽ chuyển thành câu tường thuật như thế nào? They said they weren't, right? They said they weren't going to the party. Họ nói rằng là họ sẽ không đi đến bữa tiệc. Are not thì chúng ta lùi thì sẽ là weren't. Ok. Number five, girl, I'm so happy I won the race. Tôi thì quá là hạnh phúc, tôi đã chiến thắng cuộc đua. Như vậy ở đây sẽ là gì? She said she was so happy she had won the race. Cô ấy nói rằng là cô ấy rất là vui, cô ấy đã thắng trong cuộc thi. Cô ấy đã chiến thắng trong cuộc đua. Ok, như vậy câu tường thuật chúng ta sẽ đổi động từ to be I am thành was. Won quá khứ sẽ là quá khứ hoàn thành, had won. Ok, và lưu ý là chúng ta sẽ đổi các đại từ hay là tính từ sở hữu. Ở đây sẽ là gì? She said. I sẽ là she. I sẽ là she. Ok. Number six. Dad, did you do your homework? Bố có nói gì? Con đã làm bài tập về nhà chưa? Thì mình sẽ tương thuật lại là sao? Dad asked if I had
done my homework. I had done my homework. Ở câu trực tiếp là thì quá khứ, thì ở câu tương thuật sẽ là quá khứ hoàn thành. Alright, đây là dạng câu hỏi yes no question. Thì chúng ta sẽ có cấu trúc là gì? Chủ ngữ cộng với act, cộng với if, cộng với một mệnh đề. Mệnh đề đây chúng ta sẽ đưa về quá khứ hoàn thành. Alright, ok. Các bạn lưu ý nhé, khi chúng ta đổi từ câu trực tiếp sang câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp thì chúng ta lưu ý 3 điểm sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đổi. Chúng ta lưu ý khi chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp thì chúng ta lưu ý 3 điểm sau. Đầu tiên, đó là đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu. Trong câu mà có I, me, my, we, are, our, chúng ta sẽ đổi theo người nói. Trong câu mà có you, your thì chúng ta sẽ đổi theo người nghe. Ok. Điểm thứ hai là lùi bậc thì. Lùi bậc thì tức là will, shall thì chúng ta sẽ đổi là would, should. I am, are going to thì sẽ là were, you're, were, was going to. Present perfect, present simple thì chúng ta sẽ đưa về past simple. Past simple thì chúng ta sẽ đưa về past perfect. Present continuous thì chúng ta sẽ đưa về past continuous. Past continuous thì chúng ta sẽ đưa về past perfect continuous. Present perfect thì chúng ta sẽ đưa về past perfect. Must have to thì chúng ta sẽ đưa về had to. Can thì sẽ là could. May thì sẽ là might. Ok. Và điểm thứ ba nữa là chúng ta lưu ý chuyển lại, chuyển trạng ngữ và trạng từ chỉ nơi chốn như này. Ok. Đây là dạng câu trực tiếp và khi chúng ta đưa về câu tường thuật thì chúng ta sẽ đổi theo câu thứ hai. Ok. Ngoài ra chúng ta sẽ lưu ý một số trường hợp ngoại lệ. 5 trường hợp ngoại lệ như này nhé. Good job everyone. Now see, write sentences to report Bill and Ben conversation. Chúng ta sẽ viết lại câu để tường thuật lại cái đoạn hội thoại giữa Bill và Ben. Đây là cái đoạn hội thoại giữa bạn Bill và bạn Ben. Alright. I'm an art student. Tôi là học sinh, tôi là sinh viên mỹ thuật. Bạn Ben nói sao? Bạn Ben nói sao? Oh really? Where do you live? Thật vậy sao? Bạn sống ở đâu? Bill, I live in Sydney. Mình sống ở Sydney. Bạn Bill tiếp tục hỏi, could you like to come to an art exhibition tomorrow? Bạn có muốn đi đến cái buổi triển lãm nghệ thuật vào ngày mai không? Bạn Ben trả lời sao? I can't. I'm going to see my mother. Mình không thể, mình sẽ đi gặp mẹ của mình. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tường thuật lại 5 câu này nhé. Number 1, Bill, I'm an art student. Thì mình sẽ nói như sao? Bill said she was an art student. Bill said he was an art student. Bill nói rằng là cậu ấy là một học sinh, cậu ấy là một sinh viên mỹ thuật, đúng không? Như vậy, I am, chúng ta sẽ đổi lại là he was. Number 2, chúng ta sẽ đổi I. Trong câu mà có I, chúng ta sẽ đổi theo người nói. Bill chính là he. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đổi I thành là he. Đây là câu ở thì hiện tại đơn. Thì khi chúng ta chuyển về câu tường thuật thì chúng ta sẽ đưa về từ thì chúng ta sẽ đưa về thì quá khứ đơn, hiện tại đơn thành quá khứ đơn. Ok. Oh really? Where do you live? Tại vì sao bạn sống ở đâu? Bạn Ben nói, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ tường thuật lại như thế nào nhỉ? Ben asked. Đây là dạng câu hỏi WH. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cấu trúc Ben asked. Chủ ngữ cộng với asked cộng với tiếp theo là gì? Ben asked Bill. Ben asked Bill where he lived. Where he lived. Okay. You tức là đang đề cập về người nghe thì chúng ta sẽ đổi theo người nghe. Ben asked Bill where he lived. Đây là thì này đơn. Thì khi đưa về câu tường thuật, chúng ta sẽ chuyển về thì quá khứ đơn. Ben asked Bill where he lived. Alright.
Number 3, I live in Sydney. Tôi sống ở Sydney. Như vậy đây sẽ là gì? I lived in Sydney. Bill said he lived. Bill said he lived in Sydney. All right. Bill nói rằng là cậu ấy sống ở Sydney. I chúng ta sẽ đổi về he. Live chúng ta sẽ là lived, đưa về quá khứ. All right. I can't. I'm going to. Tiếp theo là bạn. Tiếp theo bạn Bill nói gì? Would you like to come to an art event? Would you like to come to an art exhibition tomorrow? Bạn có muốn đến cái buổi triển lãm nghệ thuật vào ngày mai không? Như vậy đây là dạng câu hỏi. Đúng không? Như vậy ở đây sẽ là gì? Bill asked Ben if he could like to come to an art exhibition. Ok. Chúng ta sẽ đưa cái câu này. Vì cấu trúc là gì? Chủ ngữ cộng với art. Vì đây là dạng câu hỏi mà. Bill asked Ben if, đúng không? Đây là dạng câu hỏi general question. If he could like, trong câu mà đã có would rồi thì chúng ta giữ nguyên could like to come to an art exhibition. And the last sentence, I can't. I'm going to see my mother. Bạn Ben nói thì sao? Mình không thể, mình sẽ phải đi gặp mẹ của mình. Ben said he couldn't. He said he was going to see his mother again. Câu này chúng ta chuyển sang câu tường thuật thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cấu trúc. Ben said, okay, cannot thì sẽ là could, can't thì sẽ là could, okay. I am thì sẽ là he said. He's were going, all right? He says he was going to see his mother. My mother, mình sẽ đưa về his mother. Ok, các bạn lưu ý nhé. Anh Ben nói rằng là cậu ấy không thể. Cậu ấy nói rằng là cậu ấy sẽ đi gặp mẹ của cậu ấy. Các bạn lưu ý nhé. Khi chúng ta chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, thì hãy nhớ lùi bặt thì. Hãy nhớ thay đổi đại từ và tính từ sở hữu. Ok. Và các trạng từ thời gian nếu có trong câu. Now đi. Work in group of three. Chúng ta sẽ làm việc nhóm gồm có 3 người. Student A, say something about yourself or ask a question. Student B, report it to student C. Swap roles and repeat. Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo nhóm gồm có 3 học sinh. Học sinh A sẽ nói về bản thân của họ và đặt câu hỏi. Học sinh B sẽ phản hồi lại cho học sinh C. Sau đó chúng ta sẽ đổi vai và lặp lại. Ok. Học sinh A sẽ nói như sao? I'm delighted with my art project. Tôi vui với cái dự án môn nghệ thuật của tôi, môn mỹ thuật. Ok. Thì mình sẽ tường thuật lại. Bạn học sinh A nói với học phòng. Bạn học sinh A nói về cái điều gì đó về bản thân họ và đặt câu hỏi, hoặc là đặt câu hỏi. Học sinh B sẽ tường thuật lại những gì mà học sinh A nói cho bạn học sinh C. Ok. Đây là bạn học sinh A. Bạn học sinh A nói gì? I'm delighted with my art project. Mình thì vui với cái dự án môn mỹ thuật. Ok, đây là nội dung nói của bạn học sinh A. Bây giờ bạn học sinh B sẽ tường thuật lại nội dung của bạn học sinh A cho bạn học sinh B nghe nhé. Bạn học sinh B nói gì? She said she was delighted with her art project. Cô ấy nói rằng là cô ấy vui với cái dự án môn mỹ thuật hay môn nghệ thuật. Ok. Hay là gì? I'm passionate about basketball. Tôi thì có đam mê về cái môn bóng rổ. Thì mình bạn học sinh A sẽ nói gì? I'm passionate about basketball. Tôi có đam mê với môn bóng rổ. Thì bạn học sinh B sẽ tường thuật lại như thế nào?
He said that he was passionate about basketball. Cậu ấy nói rằng là cậu ấy có đam mê với môn bóng rổ. Ok, như vậy chúng ta nhớ lùi vật thì nhé. Thì hiện tại đơn chúng ta sẽ lùi vật thì là quá khứ đơn. Ok, hay là gì? Bạn A nói gì? Do you like dogs? Do you like dogs? Bạn có thích những con chó không? Thì bạn B sẽ tường thuật lại là he asked me if I like dogs. Cô ấy hỏi tôi liệu là tôi có thích chó hay là không. Ok. Hay là gì? What did you do last week? Bạn đã làm gì vào cuối tuần trước? Bạn học sinh B sẽ tường thuật lại câu hỏi lại như thế nào? He asked me what I had done the week before. Anh ấy đã hỏi tôi là tôi đã làm gì vào vào tuần trước. Ok, the week before. Như vậy, ở câu hỏi ở đây là câu quá khứ thì chúng ta nhớ lùi thì là quá khứ hoàn thành. Ok, và last week chúng ta sẽ đổi thành the week before, tuần trước. Ok, khi chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật. Alright, good job everyone. So now let's move. Now the next one, pronunciation. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần phát âm. Alright, A, intonation for reported speech usually raises on the reporting verb and falls. Ngữ điệu cho câu tường thuật thường lên giọng với đối với những cái động từ tường thuật và xuống giọng vào cuối câu. Ok, she said she was feeling really grateful. Cô ấy nói rằng là cô ấy cảm thấy rất là vui. Hay là gì? They said they were going to the party. Họ nói rằng là họ sẽ đi đến bữa tiệc. Ok, như vậy ngữ điệu sẽ đi lên đối với động từ tường thuật và sẽ đi xuống cuối câu. Now be listen to the sentences and notice how the intonation rises and falls. Chúng ta sẽ lắng nghe các câu và hãy chú ý đến ngữ điệu lên xuống. Listen to the sentence and notice how the intonation rises and falls. She said she was feeling exhausted. 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 Cô ấy nói rằng là cô ấy đang cảm thấy kiệt sức. Okay. Now see, listen and cross out the sentence with the wrong intonation. Ở trong phần C, chúng ta sẽ nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai. Okay, now listen. Listen and cross out the sentence with the wrong intonation. He said he was really grateful. She said she was determined to win the race. Which one is wrong? The second one, right? The second one have the wrong intonation. Như vậy ở câu số 2 là câu sai ngữ điệu. Okay. Đúng sẽ là gì? She said she was determined to win the race. Cô ấy nói rằng là cô ấy quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đua. Okay. He said he was really grateful. Anh ấy nói rằng là anh ấy rất là vui. Okay. D. Read the sentences with the correct intonation to a partner. Chúng ta sẽ đọc những cái câu trên với cái ngữ điệu đúng. Okay. She said she was feeling really grateful. They said they were going to the party. She said she was feeling exalted. He said he was really grateful. She said she was determined to win the race. Okay, good job everyone. So now let's move. Now, the next part is practice. A practice conversation. Swap, roll and repeat. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thực hành. Sau đó chúng ta sẽ đổi vai và lặp lại. Okay, chúng ta sẽ thực hành cái đoạn hội thoại sau. Sau đó chúng ta sẽ đổi vai và lặp lại. Ở đây là gì? Người phỏng vấn hỏi gì? So Sarah, how does it feel to be the first female winner of this award?
Người đàn ông này hỏi gì? So Sarah, how does it feel to be the first female winner of this award? Vậy Sarah, cảm giác của bạn như thế nào khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng trong cái giải này? Người phụ nữ này trả lời sao? It feels wonderful. I can't believe I won. I'm very proud of myself. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi không thể tin rằng tôi có thể chiến thắng. Tôi rất tự hào về bản thân mình. Tôi rất tự hào về bản thân. Ok. Rồi, người này sẽ phỏng vấn tiếp làm sao? How long were you working on your project? Bạn đã làm việc cho cái dự án của bạn bao lâu? Người phụ nữ này trả lời sao? I started 3 years ago. I worked every day, every weekend. Tôi bắt đầu cách đây 3 năm. Tôi làm việc mỗi ngày, mỗi cuối tuần. Ok. Tiếp theo, người này hỏi sao? What do your parents think? What do your parents think? Ba mẹ của bạn nghĩ gì? They are delighted for me. They helped me a lot. Họ vui cho tôi. Họ giúp đỡ tôi rất là nhiều. Người đàn ông này hỏi tiếp sao? And what are your plans? Và kế hoạch của bạn là gì? Người phụ nữ này, I'm going to go on vacation, a long one. Tôi sẽ đi nghỉ một kỳ nghỉ dài. Ok. Đây là đoạn hội thoại giữa người đàn ông vậy. Đây là đoạn hội thoại giữa người đàn ông và người phụ nữ. Ok. Một bạn sẽ đóng vai là người đàn ông, là người đặt câu hỏi, và một bạn sẽ đóng vai là người phụ nữ, là người trả lời câu hỏi. Sau đó chúng ta sẽ đổi vai và lặp lại nhé. Ok. Ok, now B, take turn reporting the conversation using reporting speed. Chúng ta thay phiên nhau tường thuật lại cái cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng câu tường thuật. Ok. For example, I asked her how it felt to be the first female winner of this award. Tôi đã hỏi cô ấy là cô ấy cảm thấy như thế nào khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng trong cái giải thưởng này. Okay. And she said that it felt wonderful. She couldn't believe she had won. She was very proud of herself. Cô ấy cảm thấy tuyệt vời, cô ấy không thể tin là cô ấy có thể giành chiến thắng và cô ấy rất tự hào về bản thân cô ấy. Okay. And I asked her how long she had been working on her project. Tôi hỏi cô ấy là cô ấy đã làm việc cho cái dự án của cô ấy bao lâu. She said that she had started 3 years before. She had worked every day, even weekends. Cô ấy nói rằng là cô ấy đã bắt đầu 3 năm trước đó. Cô ấy đã làm việc mỗi ngày và thậm chí là vào cuối tuần. Okay. I asked her what her parents thought. Tôi hỏi cô ấy là ba mẹ của cô ấy nghĩ gì? She said that they were delighted for her. They had helped her a lot. Cô ấy nói rằng là họ thì vui cho cô ấy, mừng cho cô ấy và họ đã giúp cô ấy nhiều. Alright, and I asked her what her plan were. Tôi hỏi cô ấy là kế hoạch của cô ấy là gì. She said that she was going to go on vacation, a long one. Cô ấy nói rằng là cô ấy sẽ có một kỳ nghỉ. Cô ấy sẽ có một kỳ nghỉ, là một kỳ nghỉ dài. Ok, chúng ta sẽ luân phiên thay nhau tường thuật lại cái cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng câu tường thuật nhé. Alright, now good job everyone. So now let's move. Okay, now speaking, an interview with a female astronaut. Đây là một cuộc phỏng vấn với một phi hành gia nữ. Okay. A, student A, you are journalist. I have two more questions. And then interview Lisa Hackett. Student B, you are Lisa Hackett, an astronaut. You just returned from a 5-day mission to the moon. Okay. Học sinh A là một nhà báo. Chúng ta sẽ thêm hai câu hỏi nữa, sau đó phỏng vấn Lisa Hackett. Bạn học sinh D sẽ là Lisa Hackett, một phi hành gia
vừa mới trở về sau sứ mệnh kéo dài 5 ngày lên mặt trăng. Okay. Interview with Lisa Hackett, an astronaut returning from the moon. Đây là cuộc phỏng vấn với Lisa Hackett, một nữ phi hành gia quay trở về, mới quay trở về từ mặt trăng. Question, và đây là những câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là gì? How are you feeling? Bạn cảm thấy như thế nào? Right. Câu hỏi thứ hai là gì? When did you start training to be an astronaut? When did you start training to be an astronaut? Bạn bắt đầu cái việc đào tạo để trở thành một phi hành gia khi nào? Number three, how do you feel about working on the moon? Bạn cảm thấy như thế nào khi đi bộ trên mặt trăng? Number four, do you enjoy being an astronaut? Bạn có thích trở thành một phi hành gia không? Number five, how many times have you been in space? Bạn đã ở trên không trung bao nhiêu lần? Okay, how many times have you been in space? Bạn đã ở trên không trung bao nhiêu lần? Alright. Rồi, ví dụ bạn A sẽ đặt câu hỏi là how are you feeling? Thì bạn B sẽ trả lời sao? I'm feeling delighted because I've dreamed about this since I was a little girl. Tôi cảm thấy rất là vui bởi vì tôi đã mơ về cái điều này từ khi tôi là còn là một cô bé. Alright. Question number two. When did you start training to be an astronaut? Bạn đã bắt đầu được đào tạo để trở thành phi hành gia khi nào? Thì bạn bên sẽ trả lời I started training to be an astronaut 3 years ago. Tôi bắt đầu được đào tạo để trở thành phi hành gia cách đây 3 năm. Question number 3, how do you feel about working on the moon? Thì bạn cảm thấy như thế nào khi đi lên mặt trăng? Bạn B sẽ trả lời, I feel very excited about working on the moon. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời về việc đi đi lên mặt trăng. Okay. Number 4, do you enjoy being an astronaut? Bạn thích trở thành một phi hành gia chứ? Yes, I do. Being an astronaut has got to be one of the coolest jobs out there. Okay. Có, vì trở thành một phi hành gia có thể là một công việc tuyệt vời nhất. Okay. Question number 5. How many times have you been in space? Bạn đã di chuyển vào không trung, không gian bao nhiêu lần? 3 times. I really enjoy traveling to space. Okay. 3 lần. Tôi thật sự là thích du hành vào vũ trụ không gian. Alright. Which planet would you like to visit? Cái hành tinh nào mà bạn muốn ghé? I want to travel to Mars because it is not too far from the Earth. Tôi muốn du hành đến sao Hỏa bởi vì nó không xa với trái đất. Okay. Who would you like to go with? Thế bạn muốn đi cùng với ai? I would love for all of my friends to share his experience together. Tôi muốn đi cùng với tất cả những người bạn của tôi để chia sẻ cái trải nghiệm này cùng nhau. Okay. Now B feels a new partner and report your interview with Lisa Hackers. Swap role and repeat. Trong phần B thì chúng ta sẽ tìm một người bạn mới để tường thuật lại cái nội dung cái cuộc phỏng vấn với Lisa Hackers cho người bạn mới nghe. Sau đó chúng ta sẽ đổi vai và lặp lại. Alright. Ví dụ như là gì? Ở câu số 1 chúng ta sẽ tường thuật như thế nào? I asked her how she was feeling. She said that she was feeling delighted because she had dreamed about that since when she was a little girl. Tôi đã hỏi cô ấy là cô ấy cảm thấy như thế nào. Cô ấy nói rằng là cô ấy cảm thấy rất là vui, cảm thấy vui bởi vì cô ấy đã mơ về cái điều đó kể từ khi cô ấy còn là một cô bé. Alright. Number 2. I asked her when she had started training to be an astronaut. Tôi đã hỏi cô ấy là cô ấy đã bắt đầu huấn luyện để trở thành một phi nữ phi hành gia khi nào? She said that she had started training to be an astronaut 3 years before. Cô ấy nói rằng là cô ấy đã bắt đầu huấn luyện để trở thành một nữ phi hành gia trước đó 3 năm. Alright. Number 3. I asked her how she felt about working on the moon. Tôi đã hỏi cô ấy là cô ấy cảm thấy như thế nào về việc
đi đến mặt trăng đúng không? She said that, she told me that she felt very excited about working on the moon. Cô ấy nói với tôi rằng, hay là cô ấy nói rằng, hay là cô ấy bảo với tôi rằng là cô ấy cảm thấy vui về việc di chuyển lên mặt trăng. Alright, number four, I asked her if she enjoyed being an astronaut. Tôi hỏi cô ấy là liệu cô ấy có thích trở thành một phi hành gia không? Cô ấy nói rằng sao? She said that she did. Being an astronaut had got to be one of the coolest jobs out there. Cô ấy nói rằng là cô ấy có trở thành một phi hành gia có thể là một cái công việc tuyệt vời nhất. Okay. Number five, how many times have you been in space? I asked her how many times she had been in space. Tôi hỏi cô ấy là cô ấy đã du hành vào vũ trụ không gian bao nhiêu lần? Three times. She said that she had been in space three times and she really enjoyed traveling in space. Cô ấy nói rằng là cô ấy đã ở vũ trụ hay cô ấy đã du hành vào vũ trụ 3 lần và cô ấy thật sự thích du hành vào vũ trụ hay là không gian. Turn number six. I asked her which planet she would like to visit. She said that she wanted to travel Mars because it's not too far from the Earth. Tôi hỏi cô ấy là cái hành tinh nào mà cô ấy muốn đi đến nhất. Thì cô ấy nói rằng là cô ấy muốn đi đến sao Hỏa bởi vì nó không quá xa với trái đất. Ok. Number 7. Who could you like to go with? Number 7. I asked her who she could like to go with. Tôi hỏi cô ấy là cô ấy muốn đi với ai. She said that, or she told me that she could love to go with all of her friends to share that experience together. Cô ấy nói rằng là, hay là cô ấy bảo với tôi rằng là cô ấy muốn đi cùng với tất cả những người bạn để chia sẻ những cái trải nghiệm đó cùng nhau. Ok, good job everyone. Then swap, row and repeat. Sau đó chúng ta sẽ đổi vai và lặp lại nhé. Ok, it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 2 của Unit 5 chủ đề Bình đẳng giới Gender Equality của sách Tiếng Anh I Learn Smart Word 10. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Goodbye and see ya.